Người yêu này xinh thế giấu anh em mãi. Giới thiệu đi, mày điên à? Người yêu của tao đi giới thiệu cho mày. Hâm, tranh thủ cuối tuần về nghỉ thăm người yêu đấy hả? Ừ, mấy tháng rồi mới có dịp gặp nhau đấy. Thế có nhớ không? Nhớ xong nhớ, hỏi thừa ấy. Thế nhớ về có hôn không? Mày nhìn ảnh đấy, mày còn hỏi đấy. Sao mày lại hỏi thế? Ok, hôn thì cho tao gửi cái nhá. Ừ. Ơ, cái thằng mày về Thái Bình nhà mày đi. Không cẩn thận đi muộn là xe khách người ta chở thẳng lên Lũng Cú ấy. Em ơi vào quán đi, tiền anh chi, kẹo dừa hay bích quy. Thoải mái em ơi, em ăn gì nói đi, để anh mua, thịt bò hay nem chua. Cứ ăn tẹt ấy. Em ăn thoải mái đi, mẹ anh cho rất chi là nhiều tiền, vì anh thiếu gia con nhà giàu. Thằng Tuấn Anh, người yêu em, chỉ là thằng sinh viên chưa đủ tuổi. Nó có học phát điên, rồi sau nó cũng đi làm thuê. Còn anh, sẵn bố anh đại gia. Nhà anh nhiều tiền lắm, yêu anh đi nhà anh. Vừa to nhất thôn lại nhiều đô la. Có cả euro. Tên kia nó học ra, rồi sau nó xin việc càng lâu la. Có khi còn thất nghiệp. Yêu anh đi bố anh, có quan đánh lô, tiêu tiền tẹt bố. Con ơi mẹ trúng lô, mẹ cho con cả 100 euro. Con xin cho luôn bạn gái con 100 đô. Dạ vâng con xin cô. Hương ơi giờ quyết đi, chờ chi yêu Tuấn anh em được gì. Về đây em sẽ giống như bà Hoàng. Con đâu mẹ? Ô thế vừa về đến nhà đi đâu rồi con? Con sang nhà Hương ạ. Ui giời, về nhà cha hỏi han gì đến mẹ cả. Đã lo sang nhà bạn gái rồi. Cái gì đã cầu nhau rồi. Thôi được rồi, bây giờ mẹ không muốn có con dâu. Mẹ muốn con trai mẹ ế suốt đời ấy. Thì để con ngồi con nhặt rau. Ôi giời, trông cái mặt kìa. Mẹ vừa nói thế mà đã dỗi. Mẹ nào chẳng muốn có con dâu. Nhưng con phải nhớ là học hành cho nó thành đạt đã, rồi mới tính chứ này. Không biết, kệ, con ngồi nhặt rau. Thôi, anh đi đi. Đi sang gọi Hương sang bên này, rồi ăn cơm, mẹ nấu cơm đấy nhá. Con đi nhá. Ừ, thế đi đi, đứng lên đi đi. Mẹ, ôi giời ơi. Chị ạ. Được. Vậy là chúng mình đã yêu nhau chính thức được 1 tiếng rưỡi à? Hương cho anh gì phát? Gì là gì ạ? Chị gì là làm biết rồi. Em cho anh sờ mũi phát. Đại ca. Sao mũi? Biết rồi. Cho anh sờ mũi em phát. Thế bây giờ anh định sờ mũi thế nào? Thì hôm nay anh hôn Hương một cái vào má. Thế trong rồi khi nào tình yêu kha khá thì chúng mình làm chuyện kia sau. Anh hôn vào má của em á? Ừ. Nào. Thôi, để em hôn anh cho. Chúc mừng đại ca. Chết bố lửa vẫn kim. Chúc vui. Sao mày dám hôn Hương? Cái gì? Mắt mày bị sang vành. Chúc mày,
Chúng mày nói cho nó nghe xem là ai hôn ai. Chị Hương vừa hôn đấy. Nhưng mà Hương là của tao. Hương nào của mày? Hương là của tao nhá. Bây giờ Hương là con dâu của mẹ tao rồi. Vừa cầu hôn rồi. Tao không tin. Không tin mà hỏi nó. Nhưng mà mày lấy tư cách gì mà mày đòi yêu Hương? Tư cách á? Ừ. Nghe nhá. Nhất trai làng tao công tử đẹp trai, đã chất trời tao đây cũng khôi hài. Mày ngu dốt học vài năm một lớp, còn hơn đứa học hành tuy cũng giỏi, nhưng vẫn nghèo mày có khá lên đâu. Nhưng vẫn hèn trông dáng giống chăn trâu, tao dốt thì sao còn hơn đứa nhà nghèo. Mặt mày trông cũng chẳng đẹp trai, mắt đã to răng môi cũng thập thò. À con chó mày vừa xúc phạm đó, mày có biết là bọn tao có vỏ. Tao oánh mày chắc chắn sẽ tang thương, tao tin mày không xứng đáng yêu Hương. Tao đã cầu hôn và Hương đã nhận lời. Chén lâu rồi. Tao trẻ trâu, nó đòn nghe con 500 quả đấm 600 cái bàn tay. Hương của tao, bỏ nó lại. Tất cả dừng tay. Bỏ lại. Hương ơi, thằng chó nó đánh bọn anh trước, nó đấm anh tát mồm chảy bao máu ấy. Mày đừng có đi đâu, máu của mày đâu? Máu của tao ấy chứ. Hương, nó nói em là người yêu nó. Anh không tin. Em hứa với anh, trước khi anh lên Hà Nội học, là em sẽ chờ anh để hai chúng mình cùng xây dựng hạnh phúc cơ mà. Anh Trung Người nói đúng. Em không thể uổng phí cả tuổi thanh xuân của mình để chờ đợi anh được. Em xứng đáng có được những thứ tốt hơn. Và chỉ có nhà anh Trung Người mới lo được cho em. Cả mọi người vào nhà hết đi, để em lấy nước cho mọi người rửa chân tay nhá. Nhớ bố về. Ui, thật gần nhé. Hương này, anh thấy mọi người đồn là cái Thoan bạn thân của em ở xóm bên ấy, nó sắp sửa lấy đại gia trên thành phố rồi đấy. Sướng nhỉ. Thế thì kệ nó chứ, em chả giống nó đâu. Thế thì khi nào anh học xong ấy, anh về thành tài rồi chúng mình lấy nhau. Hương là của tao nhá. Là con dâu của mẹ tao nhá. Tao vừa cầu hôn rồi. Em xứng đáng có được những thứ tốt hơn. Và chỉ có nhà anh Trung rồi mới lo được cho em.
thử xem vận may đến đâu. Thanh niên với nông dân, dù doanh nghiệp hay là anh thợ xây, hãy đến đây ghi đề, được ăn tiền sẽ có ngày. Đúng 6:30 hôm nay, bật chương trình quay xổ số, nhìn vào tivi soi thật nhanh, nếu chúng lộ ta tiêu thả phanh. Một số đề ra ghi cho bọn anh, còn đề 36 và con lô, còn 7253 chú anh xiên mày nha. Với 6455 mày cho bà xin tích kê, làm nghề lô vui ghê, cất biết bao tiền phê, sổ nha mẹ. Thằng anh ơi, nhà em chỉ ghi giả vờ thôi mà, ghi cho vui. Mày ghi mù ngay. Mời các anh chị theo tôi về đồn để giải quyết. Đi. Đưa ra xin hớt đây. Đúng là ngày xưa tôi ngu, nhưng mới bị anh lừa đấy. Bây giờ tiền án tiền sự vào rồi, đi xin việc ở đâu cũng không được. Mày bảo ai lừa? Bù đá sức mồm bây giờ chứ lại. Ngày xưa là mày tham tiền nhà tao nhá. Đừng có bảo ai lừa đây. Không nghe ngày xưa mày yêu Tuấn Anh đấy. Ui giời. Im không? Mày láo nhỉ? Mày thử quát tao phát nữa cho nào. Mày có tin trong phòng cả cái bàn nha này vào chán mày không? Thôi đây rồi, không cãi nhau nữa. Vào xin việc cho nó hẳn hoi. Quan trọng bây giờ là phải xin được việc đã. Láo lương mắt đi. Cục chi lâu ông bê lắp. Cục chi lâu ông bê lắp. Chi lâu ông bê lắp. Ui dồi ôi, em mặc bộ này hơi bị hạp ấy, trông xinh gái. Thím ơi, nhưng mà thím xem nào, cái quần của cháu nó hơi rộng, thím đổi cháu quần khác trông cho nó oách. Mặc tạm, mai tôi đổi cho. Mai kìa. Bắt đầu làm việc được rồi đấy. Lau chùi, dọn dẹp sạch sẽ vào. Sếp ở đây khó tính lắm đấy. Dạ vâng, cháu biết rồi ạ. Cháu cảm ơn thím, cảm ơn thím đi. Cháu cảm ơn thím ạ. Làm việc đi. Em quay lại mà anh trực luôn. À, con làm gì đấy? Thế à, các cháu cũng ở đây à? Con làm người quen. Con vào đây làm gì? À, cháu biết rồi. Chắc là đến xin làm tạp vụ gì. Thôi, cháu xin trân trọng giới thiệu. Vợ cháu đã vừa chính thức được nhận làm tạp vụ ở đây. À thế à? Bây giờ xin việc nó khó khăn lắm, phải có tí quan hệ mới xin được, hiểu không? Đi sang bên cạnh, có khi bên đấy người ta cũng chuyển đấy. Đi, ở đây có rồi. Cháu tưởng thế nào? Bác vất vả tảo tần nuôi anh Tuấn Anh học đại học, vậy mà cuối đời cũng chả nhờ vả được cái gì cả. Ôi dồi em ơi, mời ba cái trường đại học vớ vẩn còn chán nay. Đằng này thằng Tuấn Anh nó học cao đẳng, cái gì mà Polytechnic. Chỉ tốn cơm tốn gạo thôi. Ra là bác ở đây ạ. Rồi, anh Tuấn Anh đợi đón bác đi dùng bữa trưa nãy giờ đấy ạ. À thế à? Tôi quên chưa giới thiệu, đây là tổng giám đốc của công ty ta, và đây là mẹ của anh ấy. Nãy giờ cư xử có phải phép không thế? Không, cháu ơi, người nhà cả mà, không có gì cả. Dạ thế may quá, cháu sợ hai vợ chồng họ nhà quê cục mịch rồi cư xử không phải phép. Cháu đừng nói thế. Tôi nói với cô bao nhiêu lần rồi? Dạ. Trong công ty này tuyệt đối cấm không được dè bỉu hay khinh rẻ người nhà quê. Dạ, em xin lỗi ạ. Đã lâu không gặp. Từ bây giờ trong công ty có vấn đề gì cứ liên lạc thẳng với tôi sẽ giúp đỡ. Còn bây giờ tôi phải đi rồi.
cao đẳng FPT tuyển sinh theo hình thức xét tuyển, điều kiện tốt nghiệp trung học phổ thông. FPT Polytechnic, học nghề tốt, hốt việc làm.